Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại kênh YouTube Toàn Trung Ô tô Gia Lai. Thì hồi nãy em định quay cái xe này cho anh chị, mà có anh khách kia ảnh kết bạn Zalo với mấy bạn nên là mấy bạn đăng trước thì ảnh chốt cọc luôn. Vừa chốt xong thì chiều hôm nay ảnh gọi là ảnh lo tiền bạc á, ảnh thấy xe đẹp quá ảnh chốt, mà tiền bạc gia đình có một chút trục trặc nên là ảnh hồi lại. Thì em cũng làm thủ tục trả cọc cho ảnh rồi. Thì xe này em điều đi luôn rồi đó. Thuê nhờ đơn vị thứ ba họ từ Sài Gòn họ chạy xuống Bình Định để chở xe này ra Hà Nội cho ảnh trước ngày 30 á. Nên là nó có một số trục trặc nên là ảnh hồi lại một xíu. Thì em bây giờ quay lại bán tiếp cho anh chị nha. Anh chị nó cần con này là con i10 2017. i10 2017. Về phần tổng thanh nội thất á thì rất là keng nha, xe này đi 4 vạn thôi, đời nó thấp nhưng mà chính chủ Điện Nguyên Nhơn họ đi rất là kỹ. Những cái xe kỹ này em mua giá rất là cao nha anh chị. Xe này em nói thật với anh chị luôn, anh chị nào không tin em đưa tài khoản cho anh chị chuyển tiền cho khách bao nhiêu, em chuyển 285 rồi á, em bán xe này cho anh chị là 300, lời 15 triệu thôi. Đủ chi phí rồi bớt cho anh chị một xíu là coi như là cũng hết. Thì cái này là bạn đủ anh chị nhìn nè, bạn đủ là nó có đèn sương mù rin rồi. Nó có mâm phay rồi nè anh chị, nó có mâm phay rồi. Và có led xi nhan gương. Chìa khóa bằng cảm biến nha, chìa khóa bằng cảm biến. Khóa bằng cảm biến. Đó, tắp bi nè, rất là đẹp. i10 dòng xe nhỏ đây mà họ đi họ giữ rất là kỹ nha anh chị, nên là đồ đạc nè, đẹp rất. Quay xe này rất là cảm giác. Cảm giác hơn cái xe bạc kia nhiều. Thật sự vậy. Xe 4 vạn 7 nha anh chị. Có màn hình. Đây màn hình giống Android hình như phải hay sao. Mình không biết phải Android. Có UTVAN. Đó Android nè nha anh chị. Android. Anh Tự chờ xíu anh Tự. Mở máy ra. Đây nội thất đây. Từ tắp bi rồi mọi thứ rất là đẹp. Rất là đẹp. Chờ xíu quay cái này anh Tự. Cốp đây bằng mở bằng điện, có dán phin rồi nha anh chị, dán phin rồi. Tầm 300 mà có được cái i10 này. Anh chị đi che nắng, che mưa mà chất xe đẹp nữa thì rất là tốt nha anh chị. Anh chị mua, anh chị ráng mua những cái xe đẹp như vậy để mình đi mình ít bảo dưỡng. Nó ít xuống á, xe đẹp người ta đi giữ á thì mình ít sửa chữa. Sau này mình lên đời đổ đời nó không lỗ nha anh chị, không lỗ nhiều. Đó, ráng mua những con xe đẹp như vậy, lâu lâu em mới có thôi. Anh chị nào mua thì liên hệ ngay với em nè, 0922 325 679, nhớ kết bạn Zalo nha anh chị, cái đó là số Zalo, còn số mà hotline là 0979 325 679. Đó đó là hai số điện thoại để tư vấn hỗ trợ cho anh chị vấn đề về xe này, thủ tục và phương thức thanh toán, phương thức giao xe tận nơi cho khách hàng xem. Đó, để anh chị nào mà chưa xem và chưa biết đến Toàn Trung thì nắm rõ những cái đó. Bên em sẽ ship cho anh chị xem. Ok là anh chị chuyển tiền nha. Cái đó là một cái rất là khác biệt của bên em, để khẳng định cái thương hiệu, cái giá trị và cái chất lượng dành cho khách hàng. Cố gắng em mua những cái xe đẹp nhất, giá cao nhất để bán, đạt cái sự hài lòng cho anh chị, để sau này anh chị mua xe lên đời ủng hộ công ty. Đó là phương châm và định hướng tương lai lâu dài của Toàn Trung, hệ thống Toàn Trung anh chị nha. Xe đây em có nhận đổi bù trừ. Đó, máy này, máy rất là đẹp này. Nhìn hết, xe đây em có nhận đổi bù trừ nha anh chị. Anh chị nào ở tỉnh mà muốn đổi xe không mang, không tới trực tiếp được thì có thể nha anh chị, gửi hình Zalo qua số điện thoại 0922 325 679, em sẽ định giá cho anh chị một giá tốt nhất. Giá tốt nhất khi nào anh chị ok, anh chị ok giá cả thì em mang xe tới cho anh chị tới nơi xem và anh chị đổi thôi. Hoặc là anh chị có xe cũ bán nha, cũng liên hệ gửi Zalo, sau đó em mua tất cả tỉnh thành, nhất là chính chủ, và có gửi tiền hoa hồng cho ai giới thiệu em mua được những cái xe đẹp anh chị nha. Lưu ý dòng rất là đẹp, em rất là thích mua xe của khách và mua giá cao nha, mua giá cao, xe của khách chưa dọn vô đồ á là anh chị cứ điện thoại em và có thể trao đổi giá thương lượng với nhau để đạt được mục đích, anh chị bán được giá cao, em là mua được xe đẹp anh chị nha, không cần mua giá tốt đâu, cần mua xe đẹp thôi, về em bán em lợi ít cũng được.
đây anh khách ở Quy Nhơn lên xem xe, lên xem Vios G, dẫn theo thợ xem. Anh thợ chết nãy giờ rồi nhưng mà chắc chắn là sẽ bán được đó. Những cái xe đẹp là như vậy đó, cho xem chết thoải mái, xem chết thoải mái. Mở capo hả? Mở capo đây. Mỗi xe nó mỗi khác. Nên thợ đang chết nhưng mà chắc chắn sẽ lấy. Tại vì em những cái khách hàng nào mà kỹ, càng kỹ mà càng dắt theo thợ đây là gặp xe em toàn là chắc chắn là sẽ mua. Điều như vậy. Chết thử. À ok thầy. Thầy vô thầy. À thầy. Sư thầy, mua xe giờ tới bấm lấy biển. Còn morning đây nha anh chị. Còn i10. Còn Cadillac. Đủ xe, đủ mặt hàng cho anh chị lựa chọn nha. Đó. Vios nè. Vios đây con khách ở Quy Nhơn đang muốn đổi, đổi xe máy lấy ô tô. Em định giá xe SH cho ảnh rồi. SH 125 CBS cho ảnh 78 hỗ trợ ảnh 80 luôn. Rồi không biết ảnh có đổi không? Nếu đổi thì ảnh bàn bạc, thì mai có khi xe đó em cũng giao luôn. AdSense thì em giao rồi nha. AdSense 212 em giao về Quy Nhơn khách xem rồi, xem và chuyển khoản tiền luôn rồi. Đây VinFast. Bắt biển rồi, lắp biển cho khách rồi. Lắp đi. Đổ xăng dành thử đi. Đó, cửa hàng của em chiều tối nha. Hôm nay là thứ 3 ngày 26 nha. Anh chị nào mà cần xe gì cứ liên hệ em, hoặc là có xe bán nha. Xe bán mà chính chủ em ưu tiên mua cao lắm. Đó, em mua công khai giá luôn á. Xe đó em mua 285 á. Chính chủ luôn á. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Thì hẹn anh chị tại một showroom một ngày gần nhất.